Suốt mấy đêm ròng, bà mẹ thức trông con ốm. Mệt quá, bà vừa thiếp đi một lúc, thần chết đã bắt nó đi. Tỉnh dậy, không thấy con, bà hớt hải chạy đi tìm con thì gặp thần đêm tối đóng giả là một bà cụ mặc áo choàng đen. Thần đêm tối bảo bà: "Thần chết cướp con của bà rồi. Lão chạy nhanh hơn gió và chẳng bao giờ trả lại những người lão đã cướp đâu." Bà mẹ khẩn khoản xin thần đêm tối chỉ đường cho mình đuổi theo thần chết. Đến một ngã ba đường, thấy có một bụi gai băng tuyết bám đầy. Bà mẹ liền hỏi bụi gai phải đi lối nào. Bụi gai bảo: "Tôi sẽ chỉ đường cho bà nếu bà ủ ấm tôi." Bà mẹ chấp nhận, ôm ghì bụi gai vào lòng. Gai đâm vào da thịt bà, máu chảy nhỏ xuống từng giọt đậm. Bụi gai đâm chồi, nảy lộc và nở hoa ngay giữa mùa đông bút giá. Theo lời bụi gai, bà mẹ đến một hồ lớn, không có một bóng thuyền. Nước hồ quá sâu, bà cầu xin hồ chỉ lối. Hồ bảo: "Tôi sẽ giúp bà, nhưng bà phải cho tôi đôi mắt. Hãy khóc đi, cho đến khi đôi mắt rơi xuống." Bà mẹ đồng ý. Bà khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã, rồi đôi mắt theo dòng lệ rơi xuống hồ, hóa thành hai hòn ngọc. Thế là bà đã được đưa đến nơi ở lạnh lẽo của thần chết. Thấy bà, thần chết ngạc nhiên hỏi: "Làm sao ngươi có thể đến được nơi đây?" Bà mẹ trả lời: "Vì tôi là mẹ, hãy trả con cho tôi." Suốt mấy đêm ròng, bà mẹ đã làm gì? Khi tỉnh dậy thấy mất con, bà đi tìm con thì gặp được ai? Thần đêm tối nói gì với bà mẹ? Bà xin thần điều gì? Đến ngã ba đường, bà mẹ gặp cái gì? Bà đã làm gì để bụi gai chỉ lối tìm con? Hồ nước yêu cầu bà mẹ làm gì? Bà có đồng ý không? Và đã làm gì để thực hiện yêu cầu của hồ nước? Gặp bà mẹ, thần chết đã hỏi bà như thế nào? Bà đã trả lời ra sao? Em cùng 5 bạn nữa hãy kể lại câu chuyện này theo cách phân vai. Một em là người dẫn chuyện, 5 em còn lại, mỗi em là một nhân vật.